Các bạn sinh viên mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách Chân trời sáng tạo bài 12 Em làm được những gì tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách Chân trời sáng tạo bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Trong video hôm nay, các em sang bài tập số 5. Trên một khu đất dạng hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng 8m. Người ta xây một ngôi nhà có diện tích nền nhà bằng 2/3 diện tích phần đất còn lại. Hỏi diện tích nền nhà là bao nhiêu mét vuông? Ở đây chúng ta có một khu đất dạng hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 8m. Vậy trước hết là các em phải tính diện tích của khu đất đã. Diện tích của khu đất có dạng hình chữ nhật. Vậy để tính diện tích của khu đất thì các em tính diện tích của hình chữ nhật thôi. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây chiều dài là 25m, chiều rộng là 8m. Đã cùng đơn vị đo rồi. Vậy các em chỉ việc lấy 25 nhân 8 thôi. Bằng 200 m². Cả khu đất này có diện tích là 200 m². Trong đó diện tích nền nhà bằng 2/3 diện tích phần đất còn lại. Có nghĩa là diện tích nền nhà các em coi là 2 phần bằng nhau thì diện tích phần đất còn lại nó chính là 3 phần như thế. Tỷ số ở đây chính là 2/3. Nền nhà so với phần đất còn lại có tỷ số là 2/3. Tổng diện tích của cả khu đất là 200 m². Tỷ số ở đây là 2/3. Đây là dạng toán. Tổng là 200, tỷ số là 2/3. Như vậy, theo đề bài ta có sơ đồ. Diện tích của nền nhà các em coi là 2 phần bằng nhau. Thì diện tích của phần đất còn lại nó chính là 3 phần như thế. Tổng là 200 m². Đối với dạng toán tổng tỷ thì trước hết là các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là nền nhà 2 phần cộng với phần đất còn lại là 3 phần. Tổng là 5 phần. 5 phần này nó có giá trị là 200 m². Vậy giá trị của mỗi phần là 200 chia 5. Bằng 40 m². Giá trị một phần là 40 m². Nền nhà nó chiếm 2 phần. Như vậy diện tích của nền nhà là 40 x 2 bằng 80 m². Ở đây chúng ta chỉ cần tính diện tích của nền nhà thôi. Bài toán hỏi cái gì thì chúng ta tính như vậy. Được chưa? Diện tích nền nhà là 80 m². Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Đội A có 5 người và đội B có 7 người cùng tham gia trồng cây. Đội B trồng được nhiều hơn đội A là 10 cây. Biết rằng mỗi người đều trồng số cây như nhau. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Ta biết đội B trồng được nhiều hơn đội A là 10 cây. Có nghĩa là số cây đội B trồng được trừ đi số cây đội A trồng được bằng 10 cây. Đây chính là hiệu của hai số. Bài toán này cũng thuộc dạng bài toán hiệu tỷ. Nhưng người ta cho biết hiệu, đồng thời giấu đi tỷ số. Vậy trước hết là các em phải tìm ra tỷ số là bao nhiêu. Theo đề bài ta biết, mỗi người đều trồng số cây là như nhau. Vậy thầy giáo gọi số cây của mỗi người trồng được là 1 ô vuông. Đội A nó có 5 người, vậy số cây đội A trồng được tương ứng với 5 ô vuông. Đội B có 7 người, vậy số cây đội B trồng được tương ứng với 7 ô vuông. Từ đó chúng ta dễ dàng rút ra nhận xét. Tỷ số của số cây đội A trồng được và số cây đội B trồng được chính là 5/7. Đội A là 5 phần, còn đội B là 7 phần. Rồi.
Đây chính là dạng toán hiệu tỉ, trong đó hiệu là 10. Và chúng ta đã tìm ra được tỉ số là 5/7. Đội A là 5 phần và đội B là 7 phần. Rồi cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Vì mỗi người đều trồng số cây như nhau nên tỷ số của số cây đội A trồng được và số cây đội B trồng được chính là 5/7. Theo đề bài ta có sơ đồ. Nếu chúng ta biểu thị số cây đội A trồng được là 5 phần bằng nhau thì số cây đội B trồng được sẽ là 7 phần như thế. Đội B trồng được nhiều hơn đội A là bao nhiêu cây? À, 10 cây. Vậy cái phần hơn này nó ứng với giá trị là 10 cây. Đối với dạng toán hiệu tỉ thì trước hết là các em phải tìm hiệu số phần bằng nhau. 7 phần đội A trừ đi 5 phần đội B bằng 2 phần. Hiệu hai số là 10, hiệu số phần bằng nhau là 2. Như vậy, 2 phần này có giá trị là 10 cây. Do đó giá trị của một phần là 10 chia 2 bằng 5 cây. Giá trị một phần là 5 cây mà đội A nó có mấy phần? Đội A có 5 phần. Vậy số cây đội A trồng được là 5 nhân 5 bằng 25 cây. Số cây đội B trồng được là đội B nó có 7 phần. Kem lấy 5 nhân 7 bằng 35. Hoặc kem lấy số cây đội A trồng được cộng thêm 10 cây. 25 cộng thêm 10 bằng 35 cây. Rồi kem đáp số. Tiếp theo là kem sang phần vui học. Kem điền số tích hợp vào các chỗ chấm này. Trong một tiết mục xiếc, trên lưng mỗi con voi đều có 3 con khỉ. Bạn Tèo nhận thấy số voi ít hơn số khỉ là 12 con. Như vậy tiết mục đó có bao nhiêu con voi và bao nhiêu con khỉ? À, chúng ta biết là số voi ít hơn số khỉ là 12 con. Có nghĩa là số khỉ trừ đi số voi bằng 12 con. Đây chính là hiệu của hai số. Vậy tỉ số của hai số là bao nhiêu? Đây cũng thuộc dạng bài toán hiệu tỉ, cho biết hiệu nhưng giấu tỉ số. Các em phải tìm ra tỉ số là bao nhiêu. À, ta biết là trên lưng mỗi con voi đều có 3 con khỉ. Cứ một con voi là có 3 con khỉ ngồi trên lưng. Một con voi là có 3 con khỉ ngồi trên lưng. Được chưa? Cứ một con voi có 3 con khỉ ngồi trên lưng. Rồi quan sát thì chúng ta có nhận xét là số khỉ gấp mấy lần số voi? À, số khỉ gấp 3 lần số voi. Như vậy tỷ số giữa số khỉ và số voi chính là 3/1. Được chưa? Chúng ta đã tìm được tỷ số là 3/1. Hiệu là 12 và tỷ số là 3/1. Đây là dạng toán hiệu tỷ. Các em dễ dàng giải bài toán này như sau. Vì trên lưng mỗi con voi đều có 3 con khỉ nên tỷ số của số con khỉ và số con voi là 3/1. Khỉ là 3 phần và voi là 1 phần. Theo đề bài ta có sơ đồ. Nếu chúng ta biểu thị số voi là 1 phần thì số khỉ nó chính là 3 phần như thế. Vì số khỉ nhiều hơn số voi là 12 con, cái phần hơn này nó ứng với giá trị là 12 con. Đối với dạng toán hiệu tỉ, trước hết là các em phải tìm hiệu số phần bằng nhau. Được chưa? Số khỉ là 3 phần trừ đi số voi 1 phần thì ta được hiệu là 2 phần. 2 phần này nó ứng với giá trị là 12 con. Vậy giá trị của 1 phần, giá trị của 1 phần cũng chính là số con voi. Bởi vì ở đây số voi nó chỉ có 1 phần thôi. Giá trị của 1 phần chính là 12 chia 2. Lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần, chúng ta tìm được giá trị của một phần. 12 chia 2 bằng 6 con. Và đây cũng chính là số con voi. Số con voi là 6, vậy số con khỉ là bao nhiêu? Một phần là 6 con, số khỉ nó chiếm 3 phần. Ta lấy 6 x 3 bằng 18 con.
Rồi, các em nhớ đáp số. Voi 6 con và khỉ 18 con. Vậy các em điền số thích hợp vào ô trống là: tiết mục đó có 6 con voi và 18 con khỉ. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động thực tế, các em điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đối với những bài toán mà yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào chỗ chấm thì các em cũng không cần phải giải chi tiết là vẽ sơ đồ đâu, mà các em viết ra giấy nháp, các em tính thôi. Được kết quả bao nhiêu thì các em viết số thích hợp vào đây. Chúng em làm một dây cờ trang trí gồm những lá cờ hình tam giác. Cứ 3 lá cờ màu xanh lại có 2 lá cờ màu vàng, cứ lặp lại như thế. 3 xanh thì có 2 vàng, 3 xanh 2 vàng. Dây cờ chúng em có tất cả là 70 lá cờ. Số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu vàng là bao nhiêu lá cờ? Dây cờ của chúng em có tất cả là 70 lá cờ, tức là tổng là 70. Tổng là 70, vậy tỷ số là bao nhiêu? Cứ 3 xanh thì có 2 vàng, 3 xanh có 2 vàng, cứ lặp lại như vậy. Điều này có nghĩa là tỷ số của số lá cờ màu xanh và số lá cờ màu vàng chính là 3/2. Được chưa? Tổng là 70, tỷ số là 3/2. Đây là dạng toán tổng tỷ. Đối với dạng toán tổng tỷ, trước hết là các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. 3 phần cờ màu xanh cộng với 2 phần cờ màu vàng, tổng là 5 phần. Tổng hai số là 70, tổng số phần bằng nhau là 5. Vậy giá trị của một phần chính là 70 chia 5 bằng bao nhiêu? Bằng 14 lá cờ. Bây giờ các em có thể tính số lá cờ màu xanh bằng cách lấy 14 nhân 3, số lá cờ màu vàng bằng cách lấy 14 nhân 2. Sau đó là các em lấy số lá cờ màu xanh trừ đi số lá cờ màu vàng, chúng ta sẽ tìm được đáp số. Hoặc là các em có thể giải theo cách thứ hai như sau. Chúng ta biết giá trị của một phần rồi, bây giờ các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau là 3 trừ 2 bằng 1 phần. Số phần của lá cờ màu xanh nhiều hơn số phần của lá cờ màu vàng là 1 phần. Mà 1 phần nó có giá trị là 14 lá cờ. Vậy số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu vàng là 14 x 1 bằng 14 lá cờ. 14 lá cờ các em điền vào chỗ chấm là số 14. Được chưa? Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.